Cũng trong sáng ngày 28 tháng 1, chiếc xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc chở sắt khi đi qua đường ngang đã va chạm với đầu tàu khách trên tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn qua của địa bàn xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội. Vụ tai nạn khiến đầu máy 908 bị hư hỏng nặng ở phần phía trước, không thể tiếp tục kéo tàu, phải cứu viện. Toa xe bị hỏng đường ống nước và một số hư hỏng khác. Còn xe đầu kéo bị hỏng rơ móc, còn các thanh sắt cuộn sắt vướng vào toa xe và gầm tàu. Theo đó thì sau khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe ô tô đầu kéo đã bỏ khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng chưa tiến hành đo nồng độ cồn và test ma túy đối với lái xe ô tô này. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh và triệu tập lái xe ô tô đầu kéo để làm rõ sự việc này. Vụ tai nạn đã làm ách tắc đường sắt Bắc Nam trong khu đoạn phải phòng vệ hai đầu. Và các đơn vị đường sắt đã phải tổ chức cứu viện đưa xe đầu kéo rơ móc ra khỏi khổ giới hạn đường sắt và đưa đầu máy trở về ga chợ tía. À, sau đó thì điều đầu máy khác đến kéo tàu. Và sau khi hoàn tất cứu viện thì tàu SE5 tiếp tục hành trình